Chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ đi câu cá nha anh em. Ở đây là địa điểm câu mới nha. Ngày hôm nay mình mới tới thôi. Thì bây giờ cũng khoảng 3 giờ mấy rồi, trời cũng mưa rồi, không biết có mưa hay không nha anh em. Thì cái bãi câu này là ở Nhà Bè nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống cần và mình ra mồi. Rồi một hồi nữa có cá thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Thì đây là vài cái sơ lược về cái địa điểm câu nha anh em. Đây nè, địa điểm câu này cũng khá là im ha. Nè, sông này là nói chung là nó trải dài xuống cái cầu gì, cầu gì ta, cầu gì ngay chỗ đường Nguyễn Linh á, anh em quẹo vô ha. Bãi câu của mình là chỗ này nha, chỗ này là nói chung là trống nhất. Còn đằng kia có mấy bãi thì anh em kia đang câu đầu này đầu kia ha. Đó, cái sông này cũng rất là lớn luôn, không biết có gác gì không. Cá tra thì không biết có hay không nha anh em. Cá trê thì cũng nhờ nghe chắc đây có cá trê á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tổng mồi xong ở nhà rồi. Bây giờ mình xuống cần thôi nha anh em. Mình ra mồi mình xuống cần rồi tiếp tục mình sẽ quay lại chơi với anh em ha. Rồi anh em theo dõi video xem có cá không nha anh em. Thì hôm nay nói chung là mình sẽ đi câu cái địa điểm mới này, cập nhật cái địa điểm cho anh em xem ha. Rồi bây giờ thì sẽ đợi một xíu để mình ra cần xong rồi tiếp tục nha anh em. Thì nãy giờ mình cũng đã xuống hai cần câu rồi nha anh em. Câu mồi cám ha. Cám của mình thì mình sẽ cộng sẵn ở nhà nè. Mình nắng 4 cục như thế này, trâu đùm nho nha anh em. Không biết đây có gác không, có gác là câu đùm nho là nó bị mất hẻo nha anh em. Thì câu lần đầu tiên thì câu đại thôi chứ cũng hên xui ha. Thì mình câu sẽ câu hai cần như bữa hổm nha. Cần xanh này với xanh lá và xanh dương nha anh em. Mình có cái cây mình gác cần lên đây luôn ha. Bãi câu khá là ok. Đây, mình vừa xuống hai cần ở chỗ điểm này cần ha. Rồi, đợi thôi anh em. Bữa nay đợi rồi có cá không nha, điểm câu khá là ok ha anh em. Đó, đã không? Mát mẻ, chỗ này có cây cối đâu mát mẻ, không biết buổi trưa câu thì sao không biết. Thì bây giờ mình câu là khoảng 3 giờ chiều rồi. Mình câu khoảng 2 tiếng xem cây có cá không nha anh em. Rồi, thì đợi ha anh em. Đó. Hai cần của mình gác cần đá. Đây thì có cái công viên nè anh em. Có công viên mình đậu xe đó ha. Đậu xe sát đây thì mình phóng ra cái hàng rào mình câu. Ok. Đây ban đêm mà giờ chắc không có đèn, có thấy tới hù à. Đó, cái này mình câu ban ngày thì ok ha. Ban đêm thì anh em mang theo đèn. Thì bây giờ nước nó đang lớn nè anh em. Đang lớn, nước đang chảy cũng khá là mạnh á. Nên mình câu chì 50 ha. Cá ngoài kia ụt ụt bấm 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 luôn nè. Không biết cá gì. Nãy giờ mình thấy ngoài kia nó ụt bấm 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 nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đợi cá ăn ha anh em. Mình sẽ quay ha. Ok anh em, hy vọng hôm nay có cá nha anh em. Không xong rồi anh em ơi, dướng gác quá anh em ơi. Nãy mình bị mất một cái thẻo với cục chì rồi. Quăng ra xa bị dướng kéo lên cứng nhắc đứt bứt rồi nè. Nói chung là chỗ này cũng có gác ha. Rồi gần của mình nè, giờ ngồi đây đợi nó biết có không nha. Ok, đợi tiếp thôi. We'll be right back.
xíu được, không có chắc đem về anh em ơi. Bãi câu thì bây giờ im ru luôn, bãi đẹp không có cá nha. Xuống cột vài cột chắc cuốn về nè mà. Tại mọi cái về anh em ơi, cuốn gần về nha. Đây người ta câu cám gì đây, chịu. Đây còn quá trời cá luôn nè. Thôi giờ về thôi. Cũng cần. Cũng còn lâu. Rồi cũng gần về nha anh em. Hẹn anh em vào clip sau nha.